khơi rồi màu khó nhạt phai. Trăng khuyên rồi có khi đầy, ngàn cánh rồi cũng sum vầy, mây bay bay hoài ngàn năm. Lòng như con thuyền đổ bến tình, ngày gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo. Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm ra đi ôm trọn niềm thương. Thương hoài ôi ngàn năm còn đó, tình có mòn đâu. Tình đầu là tình cuối người ơi, suốt đời mình nguyện câu lỡ đôi. Thời gian âm thầm như nước về khơi, lòng chót yêu người tình khó đổi thay. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn con thuyền đổ bến tình yêu. Ngày gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo. Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm ra đi ôm trọn niềm. Âm thầm như nước về khơi, lòng chót yêu người tình khó đổi thay. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư hương hoài ngàn phần bình chọn thuộc về quý vị khán giả tại trường quay. Bây giờ sẽ là thời gian 10 giây. Nếu như chọn
cho Diệu Ly nhấn phím A, Thanh Tùng chúng ta nhấn phím B. Thời gian của quý vị khán giả bắt đầu. Trước khi đến với kết quả này thì Khanh rất muốn nghe nhận xét của bốn khách mời về tiết mục này. Rõ ràng là khi mà bắt đầu ca khúc này thì anh thấy Tùng chơi rất đẹp, bởi vì đây là ca khúc của em, nhưng mà em đã quyết định chọn một tông thuận lợi hơn cho bạn nữ, và em hát ở cái quãng giọng ở dưới nó thấp hơn, nhưng mà hôm nay em hát rất tốt, nhẹ nhàng đỉnh đạt, đi vào lòng người. Cảm ơn em đã chọn ca khúc này và Diệu Ly đã làm rất rất là tốt. Chúc mừng em. Em thấy hả, hai bạn ngày hôm nay đứng trên sân khấu rất là tuyệt vời. Lại sao lại nhường nhịn mà tao nói nó thôi, say mê lắm. Tôi nhìn cô này là tôi thấy say mê. Điềm đạm khi mà mình chọn về, nếu như là mình chọn về cái bài của mình thì mình phải chọn cái bài lợi thế về mình, tông giọng cũng phải về mình, và những cái nốt đẹp tỏa sáng cũng phải là của mình. Nhưng mà đối với Tùng thì chị thấy là có một cái sự nhường nhịn rõ nét, rất rõ nét. Nhưng mà không vì thế giọng bạn lu mờ, mà giọng bạn rất là đẹp. Ôi còn gì để nói, nhưng mà sự kết hợp này Ngọc thấy là nó vẫn có sự hòa quyện rất rất là đẹp. Dũng nghĩ là đối với chuyện song ca thì cái việc mà nhường nhịn cái người hát chung là một điều rất là quan trọng. Em đã để cho Ly có những cái chỗ để tỏa sáng, còn Ly thì vẫn như mọi khi, chất giọng của em có một cái nét rất là riêng. Em hát dòng nhạc nào em cũng đưa cái riêng của mình vào đó, và nghe rất rõ một cái sự sang trọng, một cái sự hơi tân thời hơn, nhưng vẫn có mong manh gì đó để dựa vào người đàn ông rất là vững chãi, rất là chắc này. Vì thế anh nghĩ rằng là đây là màn song ca thành công. Chúc mừng cả hai bạn. Cảm ơn các khách mời một lần nữa. Và bây giờ chúng ta phải gửi một lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả tại trường quay nữa, bởi vì chính họ sẽ là người giúp cho chúng ta biết người chơi nào giành chiến thắng hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ trên màn hình chính sẽ hiện ra hai con số. Đó là bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Diệu Ly và Thanh Tùng. 58% và 42%. Nghĩa là có một người nhận được 58% và người còn lại là 42%. Người chơi nhận được 58% chính là người chơi giành chiến thắng tại song ca giống mặt. Ai cũng biết đó nha. Và kết quả là Thanh Tùng. Chúc mừng Thanh Tùng. Giải thưởng của bạn là 10 triệu đồng tại song ca giấu mặt. Chúc mừng bạn. Thanh Tùng cũng là người chơi song ca với anh Quốc Đại. Chúc mừng anh. Chờ đợi em.
Là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Nếu như chọn, chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị khán giả sẽ chỉ chấm điểm dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Thanh trò chuyện với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép Thu Thảo xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị đã có mặt hôm nay. Xin kính chào anh Bạch Công Khanh, bốn vị khách mời và tất cả các quý vị đang xem truyền hình ạ. Xin chào Thu Thảo. Cho chị hỏi em có phải là người ở miền ngoài không? Em Quảng Nôm ạ. À, Quảng Nôm, tôi Quảng Nôm. À, Quảng Nôm là đồng hương với bạn Liên á. Dạ. Chứ Rang mà hát hơ dữ đó. Rất là hơ. Rất là hơ. Dùa em cố mừng chị ạ. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh nào. Thực ra đây là một bài hát không dễ hát một chút xíu nào cả. Phải có rất là nhiều yếu tố. Từ giọng hát, phong cách, cái cách nhả chữ, cách luyến lái, cách ngân cho đến cái kỹ thuật thanh nhạc để mà hát được cái bài này. Thì thực sự là phải chúc mừng hai chị em. Một bài hát quá khó nhưng mà đã đi đến được cái đấy cuối cùng trọn vẹn. Anh chỉ góp ý anh một điều nhỏ thôi. Những gì mà em đã làm rất tốt. Giọng hát của em Giả Thanh rất là tuyệt vời. Nhưng mà chỉ có một cái điều mà em phải cần học ở chị Dương Khánh. Đó là cái sự luyến lái lãng mạn trong câu ca. Khi mà chị Dương Khánh chỉ hát lên á, chỉ không có vô khuôn, mà chỉ buông nhẹ và cái hồn của chị trong cái bài ca, trong cái lời ca, nó thấu vào trong tim người nghe. Và người nghe cảm giác như chỉ đang là thả hồn trong cái bài đó. Và chỉ là nhân vật, chỉ là cái người đang truyền cảm hứng cho người nghe. Em bước ra là em sáng quá trời sáng. Em đẹp như một công chúa. Em trong veo, cái mặt em trong veo luôn. Giọng của em là rất thích hợp với dòng nhạc này. Và em được sự hỗ trợ của chị Vân Khánh. Là bài này là chị Vân Khánh là bài ruột của chị nữa. Chị nhắm mắt lại chị nghe cái giọng của em và Khánh hát chung với nhau á, nó còn thêm một yếu tố quyết định cho em sáng sân khấu ngày hôm nay, đó là cái hòa âm của nhạc sĩ Yên Lam. Cái bài này nhạc sĩ Yên Lam làm quá hay. Cho Liên xin khen nhạc sĩ Yên Lam. Dạ, cảm ơn giám đốc âm nhạc của chương trình. Nó hỗ trợ thêm cho cái phần trình diễn tốt của em hôm nay với chị. Giọng của em là tuyệt vời. Nào ai đã một lần dám nói hương bưởi
cho lòng bối rối. Cô bé như chùm hoa lặng lẽ, nhờ hương thơm nói hộ tình yêu. Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi, mà hương thơm theo mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì, mà hương thơm theo mãi bước người. Chẳng nói điều chi, mà hương thầm theo mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì, mà hương thầm theo mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì, mà hương thầm theo mãi bước người đi. Sao chẳng nói điều gì, mà hương thầm vương vấn mãi. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với anh Long Nhật. 10 giây dành cho quý vị. Bắt đầu. Giây đã trôi qua và cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số mà quý vị đã bình chọn dành cho tiếng hát của cô gái xinh đẹp này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái ấy nhé. Xin chào bạn. Dạ,
Lời nói đầu tiên cho phép em Lê Thu Hiền xin được gửi lời chào đến tất cả các anh chị nghệ sĩ khách mời. Em xin chào anh Bạch Công Khanh. Em xin chào tất cả các khán giả đang có mặt trong trường quay và các khán giả đang theo dõi chương trình Song Ca Giấu Mặt ạ. Sự kết hợp của bạn cùng với anh Long Nhật rất ăn ý. Và chúng tôi xem cứ ngỡ như là hai người đã tập trước với nhau. Nhất là những cái màn mà đổi chỗ cho nhau. Rồi nhất là anh Long Nhật còn tính vuốt má của bạn nữa. Trong bài hát là hai anh em Long Nhật muốn ôm Thu Hiền lắm rồi tại vì Long Nhật là một người sống rất là tình cảm. Nhưng mà trong cái câu chuyện này là hai người này họ chưa nói được với nhau câu nào. Đây là lần đầu tiên anh gặp em. Và khi em cất tiền hạt lên, anh nói, ôi chà, cái số 7 mừng mấy mặn rồi. Phần đầu anh hạt cái tông của anh và chuyện tông của cho em rất là vừa vặn. Và Thu Hiền rất là thông minh và một cái người nghệ sĩ trình diễn. Chỉ cần nhìn vào mắt anh thôi là em biết là phải làm gì. Cảm ơn em. Mặc dù anh là hỗ trợ em để em tỏa sáng, nhưng mà cảm ơn em. Mặc dù hai anh em mình chưa có tập giờ, hôm nay anh gặp em lần đầu tiên. Dạ, cảm ơn chia sẻ của anh Long Nhật. Bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe những nhận xét của ba vị khách mời còn lại. Thật sự thì Quốc Đại đã làm việc với Lê Thu Hiền nhiều lần. Và hôm nay thì em đã làm rất tốt. Giống như phong độ của em luôn luôn rất là ổn định khi bước lên sân khấu. Em luôn luôn biết mình phải làm gì ở sân khấu khi mà em đã bước những cái bước đầu tiên bước ra sân khấu luôn. Và em biết cách phối hợp cùng với anh Long Nhật mọi thứ rất là tuyệt vời. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn anh. Chia sẻ của anh Quốc Đại. Chị chúc mừng em. Trong bài hát này em chẳng những hoàn thành xuất sắc mà nãy giờ chị ngồi chị nổi da gà nữa. Tại sao mà có một cô bé mà hát một cái giọng ngọt ngào mà hòa quyện với anh Long Nhật như thế. Ngay cả cái diễn xuất cũng vậy nữa. Ca sĩ quan trọng nhất là khi mình ở trong bài hát đó, mình diễn theo bài hát, mình cảm xúc theo bài hát. Cái đó nó cũng góp phần quan trọng. Yeah. Chúc mừng em. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngân Quỳnh. Em nghe gì không? Từng hạt mưa đã gọi tên. Anh bỗng thấy thương cây bằng non, thương chiếc bóng cô phòng. Đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bằng non. Em nghe gì không? Hỡi em, vì anh thương em như thương cây bàng non. Cây nhớ ai làm sao nói được? Vì anh thương em như thương hạt mưa non dài. Không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng của cô. Từng hạt mưa đang gọi tên. Anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng. Đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bằng non. Em nghe gì không? Em hỡi, vì anh thương em như thương cây bàng non.
không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng. Vì anh thương em, anh thương em như thương cây bàng, như thương cây bàng non, cây nhớ anh làm sao nói, làm sao được. Làm sao nói. Vì anh thương em như thương hạt mưa non dài, vỡ rồi mà có được đâu. Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình. Thưa quý vị, và đó là tiết mục Vô Cùng. Một bên thì dữ dội và mạnh mẽ, một bên thì rất là sâu lắng và tinh tế. Bây giờ sẽ là 10 giây sau cùng để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho hai tiếng hát này. Thời gian của quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu. Quý vị khán giả một lần nữa. Và trước khi chúng ta biết kết quả thì hãy cùng Khanh lắng nghe những chia sẻ sau cùng của bốn vị khách mời dành cho tiết mục này. Với tiết mục này là bài của mình, cho nên lợi thế vẫn nghiêng về phía của em. Cái bài này danh hơi bị thấp đúng không? Nhưng mà cái nốt thấp của em nó xuống tới luôn. Nó nghe nó đã lắm. Nó không phải vì vậy mà nó làm em lu mờ. Hai bạn hát với nhau rất là ăn ý, bè nữa. Tại vì em là giảng viên thanh nhạc cho nên là đâm ra là cái bè của em thì nó quá hoàn chỉnh rồi. Một bên giống như Khanh nói là bốc lửa giống như là khao khát gì đó. Còn một bên của em là giống như là chín chắn, sâu lắng, nhẹ nhàng. Cho nên là hai giọng hát chị đều thích cả. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. Hai bạn có hai cái sắc thái, cái màu khác nhau. Thực ra thì cái cảm thụ âm nhạc mỗi người mỗi khác nhau. Nếu mà ai nghiêng về cái tự nhiên, những cái gì mà nó mộc nhất từ giải trí thì là đúng là bạn Minh. Tại vì thực sự là chị cũng cảm nhận được trong giọng hát của bạn Minh có cái rất là hay nha. Bạn lên nó tình cảm lắm. Nó lên nó mướt vì anh yêu em như yêu cái bàn non lúc bạn lên. Cái feel nó feel nó đã lắm. Thực sự là như thế. Đương nhiên là cái lợi thế là đây là bài của bạn Minh. Nhưng mà bạn Danh cũng đã rất xuất sắc. Khi bạn Danh đã làm chủ, nói về bạn Danh là làm chủ sân khấu hoàn toàn, về bạn đã chinh phục được cái điều đó. Thì thực ra để mà nói lên đem bên bằng cân thì khó mà nói được, phải rất là đau đầu luôn á. Dạ tại vì mình chọn, nhưng mà hôm nay thì Khánh vẫn là để trong lòng và để cái dành cái sự bình chọn này cho khán giả. Và những là hai cái giọng ca này, giọng ca nào Vân Khánh cũng rất thích. Và đương nhiên nó tùy theo thời gian thì bạn Minh, Vân Khánh nghĩ rằng bạn sẽ càng ngày càng tiến bộ hơn và bạn sẽ là một ca sĩ rất có triển vọng. Chúc mừng bạn và chúc mừng bạn. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn chị Vân Khánh. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Bây giờ sẽ là thời gian để cho chúng ta bắt đầu chờ đợi kết quả. Năm 59% và 41%. Số bình chọn cao hơn là của người chiến thắng. Kết quả là 5 Chúc mừng Hoàng Minh là người chiến thắng tại Sóc Ca Giấu Mặt. Bạn đã có 10 triệu đồng. Quý vị thân mến, như vậy là sau 2 phần của tập này chúng ta cũng biết được người chơi giành chiến thắng, đó chính là Hoàng Minh. Thank you.
xa vắng nhau. Dường như em quen lối quay về giống nghe lòng. Còn đó bao thiết tha, nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những đôi xót xa dâng ngàn đưa người đành cho ta mật ngọt phôi pha dĩ vãng sẽ mãi không phai nhòa. Khi đôi tim yêu luôn khát khao sẽ hòa nhịp hoan ca. Chào người đã bao lần với nỗi đau sâu yêu, dòng đời chia một lối ta còn mãi đi tìm liều thuốc cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa dâng ngang đời, ngàn ngày trôi qua ngậm ngùi chia xa nuối tiếc với giấc mơ ban đầu. Riêng con tim yêu hay cố quên, có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ước. Rồi sau nó vỡ nát trong tim, bao người vô giấc bao đêm, ngậm ngùi cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương úa mù. Em đi mang theo vầng trăng thổi nào để bầu trời hoài nhớ thương chi còn hoang vắng. Cuộc tình là cháy đang không thể còn thuyền lướt sóng. Trao người ta bao lần với nỗi đau dấu yêu, dòng đời chia một lối ta còn mãi đi tìm liều thuốc cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa dâng ngang đời, ngàn ngày trôi qua ngậm ngùi chia xa nỗi tiếc mãi giấc mơ ban đầu. Xin con tim yêu hay cố quên, có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ước. Giọt sầu nào vỡ nát trong tim, mong người vô giấc bao đêm, ngậm ngùi cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương úa mù. Em đi mang theo vầng trăng thua nào để bầu trời hoài nhớ thương chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là trái đắng không tên, còn thuyền lướt sóng lên đèn. Mời quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho người chơi vừa hát với anh Nguyễn Đình Vũ. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ vâng, và lời đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời chào đến anh Nguyễn Đình Vũ, chị Hải Yến, anh Nghĩa và chú Nghĩa ạ. Em ơi, anh cần liều thuốc cho trái tim. Nghe câu này xong cần uống thuốc. Anh Nghĩa và chú Nghĩa. Ông trẻ. Đúng rồi, 3-4 thế hệ của nhỏ mà. Vâng, và em chào anh Khanh, chào tất cả quý vị đang có mặt tại trường quay và chào tất cả mọi người đang xem đài ạ. Dạ, em là Duyên Minh ạ, và hiện em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là ca sĩ tự do ạ. Xin chào Dương Minh. Cậu bé mà sáng sân khấu, một cái giọng hát dễ nghe, cái giọng hát nó phù hợp với đại chúng á. Ra sân khấu, sáng đẹp, hát hay, dễ thương là được rồi. Thôi hát với anh có bị áp lực không, trả lời thiệt. Vui anh. Dạ vui là được. Dạ. Sao Chiến?
cho em mấy lời nhận xét kìa chị. Chị thì chị thấy là không phải thế đâu, nhưng mà thôi thì em hỏi chị cũng đành phải thế thôi. Thật ra thì như này là em thì có cơ hội gặp Dương Minh rồi, bởi vì bạn ấy tham gia một cái cuộc thi dành cho sinh viên và em làm giám khảo. Bạn ấy có một cái giọng rất là đặc biệt, tức là nếu mà có thể để hát những bài hát của nữ, bạn ấy cũng có thể hát được luôn. Cho Khanh hỏi Dương Minh là trong số các bài hát mà bạn tập trong chương trình này á, bạn còn thích ca khúc nào nữa? Bài nào em cũng thích. Bài nào cũng thích. Bây giờ nếu được hát một câu tặng quý vị thì bạn chọn bài nào? Em sẽ hát một bài Nếu Điều Đó Xảy Ra. Xin mời. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng nơi băng giá, như ánh sáng như mặt trời. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành tình cảm cho tiếng hát của Dương Minh. Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này, xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy. Ở nơi đó không phải lựa chọn, con tim hãy lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình, và nợ anh giọt nước mắt giấu trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu người. Giác đau nhất với em không phải là sự chia ly, mà là lúc hai đứa nhìn nhau chẳng thể nói với anh điều chi. Vì trong tâm trí em mãi phân vân, một cuộc sống tình yêu đó có anh rất gần, hay sống cho người thân và em giấu anh trong những bước chai. Em nợ anh một câu yêu thương
cho mai này. Xin hẹn nhau một kiếp sống khác, ta sống vậy ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình, và nợ anh giọt nước mắt sâu trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu. Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này. Xin hẹn nhau một kiếp sống khác, ta sống vậy ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình, và nợ anh giọt nước mắt sâu trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu người. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, xin hẹn yêu mãi mãi. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 3 Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và hãy cùng Khanh trò chuyện với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ vâng ạ. Lời nói đầu tiên ạ, Minh Nguyễn xin chào 4 vị khách mời có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, xin chào anh MC đẹp trai ạ. Và tất cả các bạn đang có mặt tại trường quay, và tất cả khán giả đang sinh đời, một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Xin chào Minh Nguyễn. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời khi mà thưởng thức tiết mục này. Phải nói rằng hôm nay em rất hạnh phúc khi có chị Liên, Ngọc Liên đã hỗ trợ em, phải nói là quá quá nhiệt tình luôn. Và Liên đã hát hết mình và đã bè những cái quãng rất là cao. Em cảm ơn chị ạ. Và nhưng mà có một cái này nè, cái giọng của em nó là cái giọng nó trầm, khá là trầm. Tại nhiều khi em hát em thể hiện cái tâm trạng quá, cái nội dung cảm xúc á, thì cái đó mình để ý chút xíu thôi. Còn cái phần biểu diễn hôm nay em cũng rất là máu lửa theo chị Liên. Phải nói rằng là chúc mừng cho tiết mục của hai chị em, rất là tuyệt vời. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Bác xin chúc mừng hai chị em có một phần trình diễn bài hát khó. Bài này không đơn giản, nghe thì mọi người thì nghe thấy nó dễ dàng, nhưng mà để mà ghép thành song ca nữ với hai cái chất giọng nó khá là khác biệt nhau như này thì nó không đơn giản. Nhưng mà lần đầu tiên hai chị em bắt gặp nhau mà hát rất là tốt. Chị Liên rõ ràng là đã có cái sự nâng đỡ rõ ràng đối với em. Thực ra chúng ta đều là những cái bản thể rất là khác biệt với nhau, và nếu mình tỏa sáng theo cách của mình thì ít nhất mình cũng được là mình, và mình có cái thứ ánh sáng của riêng mình. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách cũng như là các khách mời. Gió chiều mỗi phẩy tay trong chờ mong.
Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Tuy đây là tiết mục song ca nhưng chúng ta sẽ chấm điểm dựa trên giọng hát và phần biểu diễn của các người chơi. 10 giây của quý vị khán giả bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện để biết nhiều hơn về cô gái này. Xin chào bạn. Dạ, xin chào anh Bạch Công Khanh. Chào các anh chị khách mời. Chào các anh chị, các bạn có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Em tên là Thùy Linh, đến từ Quảng Ngãi. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Khanh xin chào Thùy Linh. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời. Khanh mời chị Khánh Ngọc trước. Ngọc thấy là Thùy Linh hát rất là điềm đạm, mặc cho người kế bên hoặc là xung quanh nhoi ơi là nhoi, nhưng mà Linh vẫn rất là điềm đạm, xử lý ca khúc rất là nhẹ nhàng mà giọng không hề mỏng nha, giọng rất là dày. Cảm ơn chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Không biết Hồ Trung Dũng nghĩ sao? Anh ấn tượng những cái luyến của em làm cho anh gợi nhớ đến một ca sĩ rất là thích, đó là chị Như Quỳnh. Như Quỳnh, đúng, nó giọng dày. Cũng cái sự bén trong cái giọng đó. Và anh rất là nể phục khi mà những câu luyến đó của em nó cực kỳ là chuyên nghiệp, cực kỳ là mượt. Nó vào tai, nó vào lòng mình lắm. Mời chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng ạ. Cái cách em hát
cái cách nhả chữ, cách em xử lý bài hát Giấc Mơ Cánh Cò này, anh thấy một cái rất là riêng của em. Và bên cạnh đó phải cảm ơn Duyên Quỳnh, ở giọng em có một cái độ bay, cái độ bay nhẹ nhàng ở trên, thì bé Linh có một cái sự vững chãi nền nã. Hai bạn có hai cái giọng kết hợp với nhau ở trong ca khúc này đã tạo nên một ca khúc rất là đặc biệt với anh. Cảm ơn hai em rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại ạ. À. Cầu xin em, anh đang rất đau, đừng làm mắt anh vương vấn thêm sâu. Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn thế thôi. Em ơi em ở lại với anh đi em ở lại. Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời rồi một mình chơi vơi. Ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ, bông hoa lùi tàn thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Mà người lo lắng đâu rồi.
tan vỡ. Một người khóc, một người đau. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với anh Hoàng Bách. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ vâng ạ, em xin được chào 4 vị khách mời, anh MC, các bạn khán giả trường quay và tất cả khán giả đang xem chương trình Song Ca Giấu Mặt ạ. Em tên là Giang Thùy Linh, em đang là ca sĩ tự do và em rất vui khi hôm nay được tham gia chương trình này và rất là vui khi được song ca với anh Hoàng Bách ạ. Xin chào Giang Thùy Linh, một cô gái rất là cá tính và tràn đầy năng lượng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. Cái người cuối cùng thì lại có một cái phong cách mà bản thân mình bất ngờ nhưng mà rất là thích. Dạ, rất là thích cái cách lúc em bước xuống, ngay từ lúc em bước xuống thì anh biết là rồi mình sẽ có một phần trình diễn tốt, phần trình diễn hay. Và cuối cùng là chắc là mọi người cũng yêu thích phần trình diễn của em. Chúc mừng em. Cảm ơn Hoàng Bách rất nhiều. Bây giờ bạn sẽ nghe anh Kim Tử Long chia sẻ. Ba đứa tụi tôi chia sẻ một lượt được không? Dạ được ạ, xin mời. 1, 2, 3. Quá tuyệt vời. Thank you.
giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào anh Khanh, em xin chào chị cũng như tất cả quý vị khán giả. Tên của em là gì ạ? Dạ, em tên là Hồ Tuấn Phúc ạ. Hiện tại em đang là ca sĩ tự do ạ. À, hay hay không thì chị không biết, nhưng mà chị thấy là cái bài này rất là giải trí ạ. Không biết các khách mời bên dưới nghĩ gì ạ? Anh thì đã làm việc với Phúc rất là nhiều rồi, hát chung chương trình rất là nhiều. Và cái năng lượng của em vẫn như vậy, và em vẫn luôn đem đến cho khán giả những cái màn trình diễn thật sự là cuốn hút. Và ở đây mình thấy hai cái người diễn á rất là tận hưởng cái giây phút trên sân khấu đó, đúng không? Nó cũng hơi có lúc loạn trợ này kia, nhưng mà đó chính là cái hay, cái vui của đó, cái là nhìn được coi là hai bạn đang đoán làm gì với nhau, động tác làm sao. Lúc thì trúng, lúc thì trật. Anh thích nhất là lúc mà Khánh Ngọc hỏi sợ chưa. Nghĩa là chưa. Cho nên là hy vọng là hai chị em vẫn còn ở dưới Dương Quỳnh nó sợ. Dạ không, tại vì tiết mục này là em kiểu nghe hát mỏi tai. Dạ, tại vì em ngồi với em quẩy quá trời quẩy luôn. Phúc á, là em cũng đã làm việc rất là nhiều ở ngoài rồi, thì em nghe Phúc hát ballad không à. Em nghĩ Phúc là kiểu một hoàng tử ballad đứng tại chỗ, nhưng mà hôm nay thì em thấy Phúc là một người hoàn toàn khác, thì em rất là bất ngờ. Rất là bất ngờ với Phúc ngày hôm nay. Và một lần nữa chúc mừng cho Hồ Tuấn Phúc, cảm ơn rất nhiều. Cuộc tình anh dành cho em, đam mê đắm say kiếp. Em ơi, tìm đâu xa nữa. Em ơi, cuộc đời không đẹp như mơ, đau thương dối gian từng giờ, yêu đương cũng như là mây bay qua. Giờ sẽ là thời gian bình chọn của tất cả quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiết mục song ca này. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc và số điểm này chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật. Bây giờ thì hãy cùng Khanh gặp gỡ và trò chuyện nhiều hơn với chàng trai vừa song ca với anh Quốc Đại. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Minh Nguyên xin chào tất cả quý vị khán giả và chào bốn vị khách mời và chào anh Khanh. Em tên Minh Nguyên, em cũng là ca sĩ tự do. Dạ, quê em thì ở Đồng Nai ạ. Xin chào Minh Nguyên, bài hát vừa rồi thật sự giọng hát của hai người rất là hợp nhau luôn. Đây là một trong những bài hát gọi là bài hát mẫu của giọng nhạc trường tin Việt Nam. Và Mạnh Nguyên phải cảm ơn anh Quốc Đại là bởi vì thế này, cái phần solo của anh Đại hát rất là nội lực, và đến khi Mạnh Nguyên cất tiếng hát thì giọng ấy là một cái giọng bay bổng nhẹ nhàng, và Quốc Đại rất là thông minh đã hát nhẹ lại, tức là Quốc Đại không còn hát 100% công lực nữa, và những nốt cao, những cái chỗ mà chồng lên cao, luyện lại cao thì Quốc Đại không còn hát bằng nội lực thẳng nữa, mà em pha qua giọ dạ thanh để nương theo cái tiếng hát, thành ra là hai anh em rất là hòa quyện luôn.
Nên là một lần nữa anh muốn nói rằng là anh rất là yêu quốc đại và cảm ơn em. Yeah. Cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Long Nhật. Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người trẻ trung như cùm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về. Cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khổ, cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cùm lan mọc từ những cành cổ thụ già kia. Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ xui chiều, phải đâu trong đục cũng đành, phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây, gần nhau thân mới thẳng. Có một cây, có một cây làm có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ xuôi chiều, phải đâu trong đục cũng đành, phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều
Quý vị thân mến, và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin chào bạn. Lần đầu tiên em xin tự giới thiệu, em tên là Thành Danh, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh và em xin gửi lời chào đến bốn anh chị nghệ sĩ đang ngồi đây, anh MC và Công Khanh và tất cả các bạn khán giả dễ thương đang có mặt trong trường quay và các khán giả đang ngồi coi chương trình Song Ca Giấu Mặt. Những lời chúc sức khỏe và những lời chào thân thương nhất của em. Anh xin chào Thành Danh. Công việc chính của Thành Danh hiện tại là gì ạ? Dạ thưa anh, hiện tại em đang là giáo viên ạ. Em đang giảng dạy môn âm nhạc. Thảo nào. Bởi vậy anh phải cảm ơn Danh rất là nhiều luôn, khi mà anh và em cùng vào cái điệp khúc và em chuyển hát qua một cái quãng bè. Ôi cái quãng bè nó sao mà nó hay dữ vậy. Vừa bè rồi sau một hồi thì em bè đuổi nữa, cho làm cho cái bài hát nó thêm phong phú. Và anh lúc đó anh nói thiệt là anh tự hát cái anh tự nổi da gà. cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời. Phải nói là chúc mừng em một tiết mục tuyệt vời. Đây là một bài hát Donny đóng giày cho em luôn rồi đó. Chị cảm nhận được trong cái bài hát á, em thể hiện rất là sâu sắc. Và em thả tất cả những cái tình cảm của mình vào trong bài hát. Ngoài cái tâm tư ra thì em lại còn xử lý về kỹ thuật như nãy anh Đại chia sẻ. Quá hay. Thường thường là nếu mà khách mời sẽ là người hỗ trợ cho em á, thì thường thường là khách mời sẽ bè hay làm những cái bên ngoài để mà hỗ trợ. Nhưng mà bạn là rất là năng động cái chuyện đó, và bạn bè này rồi bạn hát đuổi nè, các bạn làm những cái bài hát rất là có đầy màu sắc. Cái đó là một lời khen ngợi rất lớn đối với em, và phải nói rằng là chị rất thích cái phần biểu diễn của em hôm nay. Em cảm ơn chị Vân Khánh rất nhiều. Bài hát này dành cho Quốc Đại. Tại vì cái giọng của Quốc Đại dày mà nó bắt mít, mà nó nghe nó rất là bén. Nhưng mà sau khi em xuống đó, mặc dù rằng hạ xuống một tông, nhưng mà em hát giọng em vẫn dày, vẫn có cái khoảng rộng làm anh trời đất ơi, hai người này sao làm như là chắc ở trong có tập giật trước kìa, lén mình hoặc là đã gọi điện thoại với nhau. Anh hôm nay anh sẽ bắt số 2 của em. Anh đưa cái trò đó giống như là Donny đóng dài bài này cho hai người này vậy đó. Đã không gặp nhau thì làm sao có số mà gọi anh Long. Anh nói là hôm nay là đúng là bài hát này dành cho em và anh Quốc Đại. Nó tròn, nó hay, nó làm cho khán phòng mình nghe cảm giác như đang xem một buổi ca nhạc, một buổi biểu diễn, một buổi biểu diễn đàng hoàng. Chúc mừng em. Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Em nói đi, dù chỉ
chỉ một lời làm tan nát mà thôi. Ai xin muốn kiếm yêu anh mà thôi. Quá tuyệt vời. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho người chơi vừa xong ca với chị Lê Phương. Nếu như chọn, quý vị nhấn phím A và không chọn, nhấn phím B. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Một bản song ca quá là tình tứ. Mặc dù họ chưa bao giờ tập luyện với nhau, lần đầu tiên họ gặp nhau luôn. Xin chào bạn. Lần đầu tiên em xin gửi đến anh Kim Tử Long, anh thấy sao ạ? Anh chỉ biết là anh rất là thích giọng hát của Lê Phương. Để cho người ta nghe, người ta có hồn á, và người ta nghe cảm giác như bài hát nó có hồn đưa vào lòng của người ta đó, rất khó. Mà em với Lê Phương đã làm cho cả khán phòng này người ta vỗ tay như vậy là quá thành công rồi. Dạ. Tiếp lời của anh Long, mặc dù ca hát không phải là chuyên môn chính của chị Lê Phương, nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận đây là một giọng hát nữ rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt. Đại diện khán giả, tôi nghi vấn có thật sự gặp nhau lần đầu không? Em xin thay mặt cho ekip chương trình khẳng định điều này là sự thật. Sao hòa quyện vậy? Bây giờ thì em có thể xác nhận một cái câu, đó là hai người tan vỡ thì sẽ có bốn người hạnh phúc. Cặp đôi Thanh Thức và Lê Phương không còn hát. Ta vừa được thưởng thức màn song đấu của Lê Huy và Lê Quốc Phú. Và quả thật đây là hai màu sắc âm nhạc rất riêng biệt. Bây giờ sẽ là 10 giây để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như quý vị chọn Lê Quốc Phú, nhấn phím A. Chọn Lê Huy thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu.
vậy là thời gian bình chọn đã kết thúc. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ Khanh rất muốn nghe những chia sẻ của các vị khách mời. Tôi đang xem gì thế này? Một trận đấu hay một tiết mục? Một bên thì cổ điển, vững vàng, một bên phải thích nghi theo những cái giai điệu khó, trong khi bạn mê rock nhưng mà phải hát theo một bài kiểu này với em. Sáng tạo vô cùng. Giữa hai người nếu mà để chọn chấm điểm, xin lỗi, cũng không thể chọn được. Cảm ơn Đình Vũ nhiều. Đó là suy nghĩ của anh Nguyễn Đình Vũ. Thế còn Tuấn Nghĩa thì sao? Anh Huy thì anh có cái sự trả lời rất là rõ ràng. Anh hát mà kể cả những cái anh hát nói đừng khóc nữa, rồi anh đẩy lên theo từng cái cung bậc một, nó dìu được cái cảm xúc của người nghe. Cái này thì em thấy là không phải là ca sĩ nào cũng có thể làm được. Cảm ơn những chia sẻ của Tuấn Nghĩa. Không biết chị Hải Yến và anh Đại Nghĩa nghĩ gì? Cá nhân Hải Yến nhá, Yến sẽ không đặt hai giọng hát của bạn lên bàn cân để cân, bởi vì hai bạn hoàn toàn là hai cái sở trường khác nhau. Nhưng cái điều mà Yến nghĩ rằng các bạn đang làm được trong một cái buổi tối của cái chương trình Song Ca Giống Mặt ngày hôm nay đấy chính là mang lại một cái tiết mục vô cùng đặc sắc và tạo rất nhiều cái bất ngờ. Anh Lê Huy, em chỉ dùng một từ, anh hát rất đời. Rất đời luôn. Còn với Quốc Phú, Quốc Phú là một người đàn ông trong mắt của Hải Yến nha, cực kỳ trữ tình, lịch lãm. Cái màn so đấu này sẽ là một cái sự lựa chọn vô cùng khó với tất cả quý vị khán giả ngồi đây. Yến rất cảm ơn cái tiết mục này, bởi vì là nó mang lại cho Yến rất nhiều cảm xúc khi đến với chương trình Song Ca Giống Mặt. Cảm ơn hai người rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến. Các bạn vừa mới chia sẻ với Phú và Huy thì có lẽ là Phú và Huy cũng sẽ nhận ra một cái điều như thế này. Để là một người nghệ sĩ thành công, và đặc biệt là trong vai trò là một ca sĩ, chúng ta phải đa dạng, phải màu sắc trong cái cách hát của mình. Khi chúng ta biết dung hòa tất cả mọi cái với nhau, với Phú, em sẽ có nhiều trải nghiệm nữa khi tuổi đời của em ngày càng lớn hơn. Cái cách hát của em nó sẽ đời hơn một chút, nó mộc hơn một chút, cộng với cái giọng đẹp vốn có của em, nó sẽ vừa vặn và nó sẽ hấp dẫn người nghe. Với Huy cũng như vậy, cá tính của em có rồi, rất là mạnh mẽ, sự nổi loạn, sự cuồng nhiệt trong em có rồi. Nhưng nếu như mình cần có một chút điềm tĩnh lại, đầm lại một chút, thì có lẽ nó sẽ cân bằng được với những cái sản phẩm âm nhạc mà mình sẽ gửi đến với khán giả. Thì chắc chắn là các em sẽ nhận được nhiều sự yêu thương đón nhận từ phía quý vị khán giả. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Và bây giờ chúng ta phải đợi vào kết quả bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay mà thôi. Tỷ lệ đó là bao nhiêu, hãy cùng Khanh hướng mắt lên màn hình. 51% và 49%. Nghĩa là người chơi giành chiến thắng tại Song Ca Giấu Mặt sẽ nhận được 51% là phần trăm bình chọn của khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay để dành cho các bạn. Đó là giọng hát. Đã từng song ca với ca sĩ Tuấn Nghĩa trong chương trình này. Rồi ok. Ủa, hai người cả hai đều từng song ca với Tuấn Nghĩa hả? Kết quả của chúng tôi sẽ có ngay bây giờ. Xin chúc mừng Lê Quốc Phú. Chúc mừng Lê Quốc Phú là người chiến thắng tại Song Ca Giấu Mặt. Bạn đã nhận được 51%. Và số tiền mang về Lê Quốc Phú có 10 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Và chúc mừng cho Tuấn Nghĩa. Đây là người chơi đã song ca với Tuấn Nghĩa. Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho, ta cảm ơn trời, dù sống thương đau. Mai kia chết rồi, trở về cát bụi, giàu khó như nhau. Nào ai biết trước,
số phận ngày sau ông trời sẽ cho. Chắc buồn. Đời là thế, chỉ có tôi và anh. Trên đời này tự phù du có đi rồi lại mất. Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cả đất bụi là ta mai này trong qua. Sai đi. Cảm ơn. Mai mốt gặp nhau thì có trả lại, có thôi cũng được. Sống trên đời này phải yêu thương nhau nhé. Em bỏ túi anh nha. Ừ. Tạm biệt. Mai mốt gặp lại. Này nhà lớn lầu vàng son, này lời danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu? Bền lâu hay như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lưỡi đầu môi, cũng thế mà thôi sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tự phù du có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta mai này trong qua. Người nhớ cho, xin người nhớ cho ta là cát bụi, xin người nhớ cho. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với anh Kim Tử Long. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ, cho phép Ngọc Danh xin gửi lời chào đến 4 vị khách mời và MC đẹp trai Bạch Công Khanh và khán giả trường quay cũng như khán giả xem đài. Xin chào Ngọc Danh. Bây giờ là thời gian để cho các vị khách mời chúng ta chia sẻ về tiếng hát của Ngọc Danh. Chị chào Danh. Dạ, em chào chị. Phải nói rằng là cái chất giọng của bạn khá là đẹp. Và chị cũng cảm nhận được rằng là trong cái cách thể hiện của em khi em hát bài Trở Về Cát Bụi cũng có cái gì đó có vẻ như là
nó hơi bất cần đời một xíu. Mọi thứ rồi cũng sẽ trôi qua, tất cả đều cũng là về cát bụi. Và đặc biệt chị thấy lúc mà em lên cái cao trào cuối cùng á, khi được sự dẫn dắt của anh Long mà tới đây nè, và cái câu cuối cùng em feel á, cái đó là cái feel cuối cùng và em thăng hoa nhất. Mà cái đó là em phải cảm ơn anh Long rất là nhiều. Chính nhờ những cái sự tương tác của anh Long và dẫn dắt em đã có được những cái sự thăng hoa rất tốt như vậy. Chúc mừng em. Mời chia sẻ của chị Vân Khánh ạ. Chị Ngọc Liên và anh Hoàng Bách thì sao? Anh Long và em Danh có một cái phần trình diễn phải nói là hấp dẫn. Khi em xuống rồi và em bắt đầu em nhập được vào cái phần trình diễn của anh Kim Tử Long rồi á, thì phải nói là em có cái sự tương tác qua lại một cách rất tự nhiên. Cả khán phòng đã trong một cái khoảnh khắc trở thành fan ruột của cả hai anh em. Phần trình diễn đấy thì anh phải chúc mừng Danh, bởi vì không phải nhiều người làm được cái điều đấy. Đây, phần trình diễn rất là tốt. Cảm ơn em. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách ạ. Em hát với anh Long, được anh Long hỗ trợ như vậy là quá tốt. Mà cái giọng của em á, có thể hát nhiều loại nhạc khác nhau được, em vẫn giữ được cái phong thái của mình, giọng ca của mình. Và em theo được anh Long là em quá giỏi. Thì chỉ chúc mừng em thôi. Cảm ơn một lần nữa chia sẻ của các khách mời ạ. Hồi nãy anh gạt em nha. Anh nói anh là hả, với người nữ là anh dùng hộp xoàn, người nam là anh có chiêu gì không? Anh không có, cuối cùng anh cũng... Quên đó, em nhắc anh mới nhớ. Không chặt đâu. Thưa quý vị, và đó là màn song đấu của Diễm Huyền và My Nguyễn. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như mà quý vị bình chọn cho Diễm Huyền thì nhấn phím A, bình chọn cho My Nguyễn thì nhấn phím B. 10 giây của quý vị bắt đầu. Nghe những chia sẻ của các khách mời về tiết mục này. Đối với tôi thì tôi thấy là Huyền vẫn giữ được cái phong độ, My cũng vậy. Dạ, cảm ơn anh. Đến đây thì Ngọc Liên rất là vui. Cảm ơn khán giả trường quay đã cho hai bạn mà Ngọc Liên hỗ trợ được đứng đây để đấu với nhau. Rất trùng hợp, đây đều là hai người chơi đã song ca với dì Ngọc Liên. Thật sự là cái bài hát này thì hai bạn hát cái giọng hơi na ná giống nhau, cho nên là cũng 1-9-1-10 rồi. Coi như là hôm nay thì ai may mắn hơn thì sẽ được coi như là chiến thắng. Vậy thôi. Cảm ơn chị Ngọc Liên ạ. Hai bạn cũng rất là xứng đáng vì đạt được cái sự bình chọn của khán giả và đã đến được cái vòng này. Thì thực sự là mỗi bạn ai cũng có một cái đặc biệt riêng. Chất giọng của Huyền thì nó là có vẻ đối với Khánh, thì Khánh thấy rằng là khá là hợp với cái bài này. Chúc hai em sau cuộc chơi này xong thì sẽ có những cái bước tiến mới trong công việc của mình và tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu, bởi vì hai em đúng thực là hai người rất xứng đáng 1-9-1-10 có mặt ở đây. Chúc mừng hai em. Một lần nữa cảm ơn Hoàng Bách và các khách mời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi kết quả quý vị nhé. Ngay bây giờ khách mời quý vị, chúng ta sẽ hướng mắt về màn hình chính để theo dõi kết quả. Năm 53% và 47%, nghĩa là trong đây có một người nhận được 53%, người còn lại là 47%. Giọng hát giành chiến thắng là giọng hát giành được 53%. Đó là bình chọn của khán giả tại trường quay. My Nguyễn hay là Diễm Huyền? Kết quả là Huyền là tiếng hát giành chiến thắng tại Song Ca Giấu Mặt và đã có 10 triệu đồng.
Thưa quý vị, và bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với chị Vân Khánh. 10 giây, bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái này. Dạ, lời nói đầu tiên cho em Hiền Ngân xin gửi lời chào đến ban khách mời, anh MC cũng như là các khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay, cũng như là quý khán giả đang xem đài, lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. Xin chào Hiền Ngân, một cô gái rất là dễ thương. Thương quá à, nhìn dạ. Xinh xắn quá, ước chi con đứng đợi trong đó nãy giờ con hơi run xíu. Con luôn vừa đã... sai lắm Khánh à. À vừa sai. Ở bé Ngân năm nay dạ con xin phép con được gọi cô bằng cô, tại vì con mới sinh năm 2000 thôi. Dạ. Thực sự là khi mà con cất tiếng hát lên á, trời nó ngọt ngào, nó dễ thương lắm. Tại vì cô hát tới một cái tâm thế nó khác. Còn bản thân con khi con ra với một cái sức trẻ, một cô gái người miền Nam và hát cái nhã chữ, cái giọng nó rặt miền Nam luôn, cô cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Tại vì là cô có học như thế nào đi nữa vẫn là một cái người không phải là miền Nam để mà hát về vùng đất này, cho nên là vẫn nghe một cái sự mượt mà, cái sự chân chất trong cái giọng hát của con. Dạ, con cũng xin tiết lộ với cô luôn, con cũng là người miền Trung luôn. Vậy hả? Con hay quá vậy, vậy con. Cô biết nhưng mà con thì con là miền Trung theo xứ Nẩu chứ không phải là xứ Huế. À miền Trung mà cũng nói tiếng Nam đúng không? Dạ Phú Yên. À, Phú Yên. Dạ. Dạ. Khánh và anh Quốc Đại tiếp tục chia sẻ về tiếng hát của Hiền Ngân. Đúng như là Vân Khánh nói thì cái giọng ca của con rất là trong trẻo, tự nhiên nó tự nhiên phát ra là cái hương tóc mạ non, giống như là bà này thật sự là giống như hai chị em tâm sự với nhau vậy đó. Là người em tâm sự về người yêu đầu đời, còn người chị thì tâm sự cái sự từng trải của mình. Mọi thứ trên sân khấu thật sự là hợp dữ lắm luôn. Cảm ơn chia sẻ của tất cả quý vị một lần nữa. Tan lạnh lùng trong băng giá, như ánh sáng như mặt trời. Không, anh sẽ như bình minh, xóa tan lạnh lùng trong băng giá. Yêu em mãi như mặt trời. Người trái tim cháy yêu thương. Ngày nào đó nếu anh dưng sẽ không còn loài người chìm trong đêm giá băng, và từng người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh xa em dù gần, con tim ta như đã lạnh buốt giá. Anh dù sẽ không còn loài người chìm trong đêm giá băng, và từng người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh xa em dù gần, con tim ta như đã lạnh buốt giá. Trong băng giá như ánh sáng như mặt trời. Không, anh sẽ như bình minh, xóa tan lạnh lùng trong băng giá. Yêu em mãi như mặt trời, với trái tim cháy yêu thương. Một ngày nào đó nếu anh dương sẽ không còn chim chim.
chúa sẽ không còn loài người chìm trong đêm giá băng, và từng người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh xa em dù gần, còn tim ta như đã sẽ là thời gian để quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với ca sĩ Tuấn Nghĩa. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Xin chào bạn. Chào Bạch Công Khanh. Chào Tuấn Nghĩa, Nguyễn Đình Vũ, anh Đại Nghĩa và chị Hải Yến. Vâng ạ, em tên là Lê Huy. Hiện tại công việc của em là ca sĩ cũng như là làm biên tập chương trình. Về cái nguồn năng lượng thì bỗng nhiên tôi gặp cái nguồn năng lượng của bạn, tự nhiên cái tôi bỗng nhiên trưởng thành hẳn. Tôi không còn nhoi nữa. Cái nguồn năng lượng của bạn thì Hải Yến nghĩ rằng là bạn là một cái người mà cực kỳ nhiều năng lượng luôn. Và như người ta thì thường nó sẽ phân bổ, chia đều. Nhưng bạn là từ đầu đến cuối cái nguồn năng lượng của nó vẫn giữ nguyên luôn. Thì nhiệm vụ của Tuấn Nghĩa, nhiệm vụ của các khách mời là hỗ trợ mà. Nên là bạn ấy yêu cầu như thế nào thì mình thế thôi. Đấy Nghĩa ơi, hát đi. Bạn ấy cứ việc phiêu bên trên cao. Không, nhưng mà phải công nhận là bạn nam của chúng ta sở hữu một cái giọng hát rất là cao, cái âm vực rất là rộng luôn. Bạn Tuấn Nghĩa đến đây đúng không? Để hỗ trợ cho bạn thì ngày hôm nay thực sự là bạn đã làm cháy, làm bùng nổ cái sân khấu này rồi. Chúc mừng bạn. Cảm ơn Tuấn Nghĩa. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến. Thế còn anh Đại Nghĩa? Anh thấy giống như mình đang qua một câu chuyện cổ tích á. Chuyện cổ tích? Cổ tích nào mà bão to thế anh? Thì đó em như một con thỏ, xung quanh là một con sói đang rình mồi. Bởi vì cái bạn này nè không có đứng yên một chỗ. Vờn, vờn mồi chạy vòng 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 sa răng anh em. Cảm giác muốn chụp mồi bất cứ lúc nào luôn vậy đó. Mà bạn thỏ kia thì vẫn cứ hồn như gió thổi tóc nhẹ nhẹ đó. Bye bye đó. Cảm ơn Lê Huy rất nhiều và hy vọng rằng năng lượng này của anh sẽ giúp cho anh có một phần trăm bình chọn thật cao từ phía quý vị khán giả tại trường quay nhé. Xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chồng, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa
mưa hoang tàn lãng quên. Nơi cuối đường có em dương chờ đợi anh. Dẫu gương mặt trên vai anh khóc òa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho người. Anh lại nhớ những giờ em đứng chờ một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gương mặt trên vai anh khóc òa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gần mặt trên vai anh khóc hoa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Xuân cuồng đời anh không quên chân tình dành hết cho quý vị. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây của quý vị, xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào anh. Lần đầu tiên cho phép Ngọc Vũ xin được gửi lời chào tới bốn quý vị khách mời, tất cả quý vị khán giả trong trường quay, xin chào Bạch Công Khanh cũng như tất cả quý vị đang xem chương trình Song Ca Giấu Mặt. Xin chào anh Ngọc Vũ. Có lẽ là một lời chào đặc biệt tới anh Hồ Trung Dũng, bởi vì là chắc là anh không còn nhớ đâu, cách đây khoảng chừng 10 năm rồi là Ngọc Vũ đã từng được song ca với anh một lần ngày 31 tháng Giêng năm 2013. Ngày luôn. Dạ. Hay vậy? Bây giờ đó, đố thử đi anh Vũ. Anh Vũ nhớ được anh chương trình nhớ đó là không gì à? Không? Cái sự kiện gì xảy ra ngày hôm đó vậy em? Ở đó là Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đấy anh Dũng là khách mời tới tham dự chương trình tại bệnh viện. Và Ngọc Vũ được chọn để hát chung với anh Dũng ca khúc Đêm Nằm Mơ Phố. Và đó cũng là cái lần đầu tiên mà được song ca với anh Dũng. Cũng như là từ cái lần đó đã tiếp thêm rất là nhiều lửa, rất là nhiều đam mê
trên con đường ca hát của Ngọc Vũ ngày hôm nay. Xin được cảm ơn anh Dương, hy vọng là lần sau mình hát chung không phải 10 năm nữa. 10 năm hát chung nhau một lần là bị hiếm. Ủa Vũ ơi, Vũ à, cho chị hỏi là em đến bệnh viện Tai Mũi Họng và với cái tư cách trong hôm đó là sao? Dạ, xin được chia sẻ là Ngọc Vũ hiện tại đang là bác sĩ gây mê ở khoa phẫu thuật bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chị nghĩ là chỗ nhìn em giống như chị tưởng tượng đến Trả Nợ Tình Xa, nghĩ đến Rêu Phong đồ này nọ, những quằn quại rốt, mà hôm nay em hát chân tình. Có một cái điều mà chị khen ở đây á, là em á, khi mà em hát Danh Dũng á, em rất là biết cách, là có nghĩa là cả hai cùng nương tựa vào nhau, biết khi nào mình phải hát và khi nào mình phải nương qua lại, bè qua lại. Và hôm nay anh nghĩ sẽ là một cái kỷ niệm đẹp, một cái kỷ niệm rất đẹp nữa của hai anh em, bởi sự kết hợp với nhau ở ca khúc này. Và em phải thật sự em phải cảm ơn Hồ Trung Dũng rất là nhiều, bởi vì anh Dũng đã nép lại một xíu và cái cách xử lý bài của anh Dũng cực kỳ hay, và em phải cần học hỏi thêm về cái đó, để chính cái sự mà xử lý bài của anh Dũng đã giúp cho cái ca khúc Chân Tình này nó có một cái điểm nhấn về nhẹ nhàng, về cái cảm xúc nhiều hơn. Bên cạnh em là một cái năng lượng cực kỳ dữ dội ở ca khúc này. Yeah. Chúc mừng hai anh em. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại ạ. Đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ ai. Ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai. Bao đêm cô đơn mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Ôi công chúa của tôi, cho hạt mưa rơi hết buồn.
Mặc dù là một ca khúc về mùa đông nhưng mà hai cô gái của chúng ta mặc đồ rất là quyến rũ. Cảm giác như là không hề lạnh một tí nào cả. Chỉ có chúng tôi lạnh giá trong tâm hồn thôi. Quá trời đó, đất luôn à. MC thiệt là déo miệng, déo mồm. Bây giờ sẽ là 10 giây dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiết mục này. Xin mời. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với cô gái đang đứng cạnh Khanh đây. Xin chào bạn. Dạ, em xin được chào các anh chị khách mời ạ. Và em xin được giới thiệu, em tên là Minh Phương. Và trong một số khách mời ở đây thì có một đồng hương của em, đó là anh Long Nhật. Em là con gái Huệ. Chỉ một chiếc lá rơi cũng làm em hoang sợ. Khi em bước ra là anh hoàn toàn yên tâm. Bởi vì anh đi diễn với Minh Phương rất là nhiều. Ngoài Trung, ngoài Bắc, rồi trong thành phố Hồ Chí Minh. Và anh đã hiểu được giọng hát của em. Mà may mắn quá, chị Ngân Quỳnh, nghệ sĩ Ngân Quỳnh đã chọn em. Và hai tiếng hát nữ trầm, anh Tô khàng khàng này thì chắc chắn Đêm Lao Sao là một phiên bản rất đáng nghe, một màu dấu ấn rất đẹp trong song ca Dạo Mặt lần này. Cảm ơn chia sẻ của anh Long Nhật. Ngay từ câu đầu tiên của Đêm Lao Sao, chị Ngân Quỳnh cất lên là chúng ta đã bị rụng rời con tim rồi. Cái này là em chia sẻ thật. Và không biết là anh Thủy Luân có cùng cái cảm giác đó giống Khanh hay không. Hôm nay nghe chị hát những bài về lãng mạn, ballad trữ tình thì giọng chị bao nhiêu năm nó không thay đổi, vẫn rất là lực, rất là mạnh. Tuy là giọng của chị là một cái bậc đàn chị rất cách xa với các bạn, nhưng mà là vẫn hòa quyện được cái bài hát này. Nó giúp khoảng cách giữa các thế hệ gần nhau. Em hát song ca với chị Ngân Quỳnh giống như là những đồng nghiệp với nhau và cùng thời với nhau. Và em tận dụng được cái quãng giọng của mình. Em làm cho cái quãng giọng của mình nó đầy, nó không cần phải cao, nhưng mà khi mà nghe là nó vẫn có độ sáng trong đấy. Và anh thích những cái chỗ nhấn nhá của em. Nó tạo ở cảm xúc cho cái người nghe. Em đã hóa thân vào cái người con gái trong cái bài hát này. Xin chúc mừng em một bài hát rất hay. Cảm ơn chia sẻ của anh Sĩ Luân. Mặc dù đó là những lời khen, nhưng phản phất đâu đó trong ánh mắt của anh ấy chúng tôi cũng thấy đầy sự tiếc nuối. Phải chi mình chọn được cô gái Minh Phương song ca với mình anh nhỉ. Gặp em từ buổi xem nhà, dòng ca ngọt em xiết bao, lời ca bóng như Lao Sao mà lòng anh thấy sao nào nào, tựa như giấc mơ phương nào. Từ khi gặp em anh lòng anh thầm nghe vấn vương, từ sau ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Ai thương thương ai đây? Là diều bông chờ em chờ đến bao giờ, để anh sẽ thêm giấc mơ, đành ôm mối tương tư đau thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp.
gặp nhau. Trời ơi. Trời ơi. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vấn. Sao ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Anh luôn mong gặp em hoài cho lòng vơi hết đắng cay. Xin em chớ lấy chồng như người ta hát diêu mộng, như người ta tranh lá diêu mộng. Chờ em chưa đến bao giờ để anh dệt thêm giấc mơ, đành ngậm mối cho anh xin. Hẹn em kiếp sau ta gặp nhau, đành ngỏ mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin. Hẹn em kiếp sau ta gặp nhau, đành ngỏ mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin. Hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Thưa quý vị, vừa rồi là màn song ca đầu tiên trong đêm nay. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như chúng ta chọn sẽ bấm phím A, không chọn thì bấm phím B. Mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị sẽ chỉ bình chọn dựa trên giọng hát và phần biểu diễn của người chơi. Anh Kim Tử Long sẽ chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng. 10 giây dành cho quý vị khán giả. Bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số bình chọn này sau khi 8 tiết mục song ca được hoàn thành. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai vừa song ca với anh Kim Tử Long. Xin chào anh. Lời nói đầu tiên cho phép Trạng Lê xin được kính gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến à. Em ơi, em không có gì cho anh. Không biết tại sao luôn đó em. Anh không biết tại sao tự nhiên lúc đó hồn của anh nó thả vô trong cái bài hát, và anh cứ tưởng tượng rằng anh là một cái người đang đi xem hát. Và anh nhìn một cái người ca sĩ bước từ ở trên một cái gì nó rất là lộng lẫy bước xuống, rồi tự nhiên hút hồn anh, mình bị cuốn hút theo, cuốn hút luôn. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm giác của ba nghệ sĩ khách mời còn lại sau khi thưởng thức tiết mục vừa rồi. Phương thấy thì đây là tiết mục mở màn rất là xuất sắc,
và tạo được cái không khí khiến cho mọi người rất là phấn khích. Cảm ơn anh Long và cảm ơn bạn Trạng Lê. Cũng rất là may mắn khi mà Trạng tìm được anh Long và Long cũng tìm được Trạng trong cái show hôm nay, rất là hợp nhau. Với cái tình cảm này của tất cả quý vị đang theo dõi trực tiếp tại trường quay thì chắc chắn sẽ dành cho Trạng Lê một cái phần trăm bình chọn thật là cao.
Anh Hamlet rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại. Phương thấy Hamlet Trương và Hạnh An thật sự là giống như một cặp luôn á, giống như trời xanh một cặp, rất xứng đôi. Và kể cả mặc đồ không biết có hẹn trước không mà sao tông xịt tông dữ. Đẹp hết. Nãy giờ Thức cũng nói chuyện với Phương, nói chuyện hai bạn này hợp ghê á. Thứ nhất là trang phục họ giống hai giọng vừa nam nữ bè cho nhau, hay quá chừng luôn này. Thì Phương thấy là thực ra cái bài này là một mình thôi, nhưng mà hát thì thấy không có một mình thôi chút nào, thấy vui lắm. Thấy hai người luôn, giống có một mình đâu như hôm đó Trương ơi. Cảm ơn anh Thanh Đức và chị Lê Phương. Thế còn Kim Tử Long, anh chắc chắn rằng sau cái chương trình này sẽ có rất nhiều người mời em đi hát với một giọng hát và mới một cái giống dáng như thế này. Dạ, một câu nói rất là hứa hẹn à. Chú con lúa non xôn xao chào đón, bầy chim nghệ sĩ khoe khoang đón em đua nhau hòa đàn. Wow. Hey, anh xin được về với một tràng vỗ tay dành cho cô ấy nào các bạn. Khoe khoang